Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nha. Hôm nay lên sóng bác em Ngũ Trường các bác nha. Ngũ Trường cao cầu các bác nha. Đuôi lá vả rất là đẹp các bác nha. Chim mới về. Đấy, các bác có thể thấy là chất giọng rất là hay nha. Em này chưa căng đâu ạ. Mới về chưa căng. Bác vào bộ kết em này thì alo cho em nha, giá rất là hợp lý cho các bác ơi. Thank you.
Và các bác ơi, video em được 6 phút nha. Xin phép dừng video của đây đây nhá. Bác nào bổ kết thì alo cho em nhá. Đấy. Rất là chơi, rất là tốt. Em mai xin chào tất cả các bác nha. Hẹn gặp lại các bác những video clip sau nha. Đấy, chúc các bác xem video clip vui vẻ nha. Em xin chào tất cả các bác.